Hồ Chí Minh luôn mà vẫn có quà đặc sản bánh tráng. Ôi cái này á là bánh tráng muối mè, à không món này nha, bánh tráng mè mại vô. Chị Minh nè đang review bánh tráng. Món này chưa giờ ăn luôn. Không biết ai đang món này chưa. Không biết là cái món này nó sẽ như thế nào ta. Nó giòn mọi người ơi, nó giòn. Nó rất là lạ luôn. Mà mình phải lên xem ăn thử cái này là ở tại BHC Long Việt. Chờ chị Hà trước nha. Nó lao nước miếng liên tục. Nó rất chạy nước miếng. Nó rất là thơm. Mình ăn nước miếng luôn đi mà nó khác cái gì so với bánh tráng thường. Trời nó rất giòn luôn. Trời lắm. Trời ơi nó chỉ đợi vậy thôi. Ủa vậy là tôi mất được bánh tráng rồi đó hả? Ngon không? Ủa đây nè. Nó nhả khán giả vừa tặng đi. Ngon không? Ngon lắm mà. Có chiên không vậy? Có chiên luôn rồi. Quán cửa hàng có chiên luôn rồi. Bánh đa nó giòn, rất giòn luôn mà rất ngon luôn. Dạ, cảm ơn nha, cảm ơn đã khai sáng cho Hà một cái món ăn mới. Đây là lần đầu tiên Hà ăn món này. Chị Hà đẹp nhìn không ra luôn nha.